Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 82 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Pháp thần, đại huyền, thiên mang, hoàn hư, quy thần, hóa nguyên, sáu đại cảnh giới này mà nói chính là khả năng diễn hóa hỗn độn chất của tu huyền giả. Tỉ như pháp thần hay đại huyền cảnh giới có thể vận dụng nguyên tố lực lượng tiến hành biến hóa lực lượng cường đại hơn, còn thiên mang là quá trình lĩnh ngộ đạt tới hoàn cư cảnh giới, là lúc có thể hoàn toàn nắm trong tay nguyên tố lực lượng, có thể xuất ra những chiêu thức phá hư cực kỳ cường đại, chúng được gọi là cấm thuật. Mà khi đã đạt tới quy thần hoặc tiếp cận hóa thiên, cũng là cảnh giới của tử sắc thương long, bản thân có thể dùng lực lượng tùy ý khai tích tinh vực. Tần Vũ nhíu mày, nói như vậy tà thần tử sắc thương long còn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất sao? Vũ Văn Thác thần bí cười nói, trên lý thuyết thì có thể nói như thế, bất quá nếu quy thần cảnh giới cũng đã đủ để khai tích một tinh vực, ta thật sự cũng không thể tưởng tượng được đạt tới hóa thiên sẽ là tu vi kinh khủng đến mức nào. Tần Vũ nghĩ thầm rằng nếu có thể đạt được cảnh giới như vậy, có lẽ chính là điều mà hắn đã theo đuổi thiên đạo bấy lâu. Ngoài ra, Vũ Văn Thác còn giải thích cho Tần Vũ diễn hóa hỗn độn với tế luyện linh bảo cùng với sự ảnh hưởng của cấm thuật xem như rất phức tạp. Bất quá, Tần Vũ xem Vũ Văn Thác mặc dù cảnh giới không cao, không đáng để nói là có thể xưng đạo, nhưng tựa hồ hắn biết tất cả, phảng phất tà thần giới đối với hắn không có gì là bí mật cả. Vũ Văn Thác lướt mắt nhìn Tần Vũ nói, theo ta thấy tu vi của ngươi đã đạt tới đại huyền cảnh giới à? Mặc dù so với ta kém hơn một tầng, nhưng tương lai rất có triển vọng, yên tâm đi, ta sẽ chỉ bảo cho ngươi. Vừa dứt lời, một thanh niên khôi ngô dị thường đi tới trước mặt Vũ Văn Thác cười lạnh nói, thật là nực cười mà, một tên đại huyền cảnh sơ kỳ cự nhiên nhận mình là thiên mang cao thủ, vô sĩ. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, hách nhiên chính là đội trưởng Diên Thiên Hành. Người này cũng không có môn tông tiến cử nên mới đến nơi này. Bất quá hắn quả thực là một thiên mang cảnh giới cao thủ, tính tình nóng nảy dị thường, hình như vì từng giết người mà bị Tà Phong Thành trục xuất một thời gian trước. Vũ Văn Thác thấy Dương Thiên Hành tới, vội vàng cúi đầu cười nói, hóa ra là Thiên Hành đại ca, ta làm sao dám múa búa trước cửa lỗ ban đây, có gì xin chỉ giáo. Dương Thiên Hành có chút khinh miệt, đảo mắt nhìn Tần Vũ lãnh đạm nói, người cũng là binh lính của ta, ngày mai chúng ta sẽ xuất chinh tới Xích Nhật Tinh, các ngươi tu huyền giả thấp kém có thể đi phía sau ta. Lông mi của Tần Vũ trong lúc đó phát lên một tia cáu giận, nhưng trên khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Vũ Văn Thác trông rất bỉ ổi cười nói, điều này là tất nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ đứng sau ngài mà, chắc cũng không có ai muốn chết sớm đâu, ngài thấy sao? Dương Thiên Hành ha ha cười nói, người biết là tốt rồi. Nói xong, Dương Thiên Hành hướng Tần Vũ nhìn với vẻ phẫn nộ, xoay người rời đi. Người như thế Tần Vũ tất nhiên sẽ không để vào mắt, chỉ là nhìn bộ dáng hèn mọn bỉ ổi của Văn Vũ Thác, trong lòng thực sự có chút không thể tin. Vũ Văn Thác thực ra không có chút nào thèm để ý, cười nói, cái loại chó cắn càn thường như vậy, trên chiến trường kẻ chết trước tuyệt đối là hắn, cứ cho hắn cái chức danh thiên hành binh đội gì gì đó đi, nghe mà đã thấy ác tâm rồi. Tần Vũ cũng không có để ý tới điều này, hỏi, binh đội chúng ta gồm những người nào? Vũ Văn Thác nhíu mày, còn có hai huynh đệ tự xưng là Tà Phong Song Long, bọn họ đều có môn tông, bất quá cũng không có ai tiến cử, còn lại phần lớn đều là vô danh tiểu tốt, không nói cũng được. Tần Vũ gật gật đầu, đôi mắt chợt bắn ra hai đạo tinh quang dừng ở phía xa xa. Ba ngày trôi qua, nơi này đã chiêu mộ rất đông các tu huyền giả tới từ các tinh hệ, hơn nữa tiền tuyến ngày nào cũng có chiến báo. Tà thần giới tình thế lúc này có thể nói là ngập ngập nguy cơ, dường như nửa thất tuyệt tinh hệ đã nằm trong tay chiến thần giới. Nếu không phát động đại binh phản kích, e rằng thất tuyệt tinh hệ do tử sắc thương long khai tích sớm muộn cũng nằm trong tay chiến thần giới. Ngày tiếp theo, Long Liệt đưa tổng cộng hơn 10 tiểu đội tu huyền giả điểm danh một chút, chuẩn bị tự thân thống lĩnh bọn họ đi trước tới chiến trường Xích Nhật Tinh. Trừ những người này ra, còn có hơn 1000 binh đội cùng với các đại quân hơn 10000 đội. Nhưng đây là quân chủ lực của tà thần giới, thời cơ chưa đến tuyệt đối không dễ dàng mà xuất binh. Cho nên tại 10 tiểu đội, Tần Vũ hoàn toàn là chủ lực quân này mà làm pháp hôi.
Nếu vận khí tốt có thể làm nhiễu loạn sự công kích của chiến thần giới, vận khí không tốt tiệu sẽ chết trong tay thất tuyệt tinh hệ này. Tần Vũ đối với chiến trường này cũng không có hứng thú, chủ yếu là muốn nâng cao trình độ điều khiển nguyên tố lực lượng, phần còn lại là để đạt được công huân mà tiến vào tà thần giới. Truyền tống trận như trước vẫn kiến trúc như một tế đàn, thế nhưng Tần Vũ cảm giác được rõ ràng không gian pháp tắc phát sinh thay đổi rất nhỏ, song lại biến hóa rất phi diệu. Lộ tuyến của truyền tống trận hoàn toàn thay đổi, đảo mắt đã tới trên bầu trời của Xích Nhật Tinh. Xích Nhật Tinh là một tinh cầu không người, giống như mặt trời bạo phát ra ánh hỏa diễm nóng rực, khói nham cuồn cuộn bao trùm mặt ngoài tinh cầu. Tần Vũ ánh mắt tập trung phía xa xa trong tinh hệ, không ngừng chớp lên những quang hoa mỹ lệ, các loại nguyên tố lực lượng liên tiếp nổ ra. Nếu không có nguyên thủy vũ trụ, sợ rằng nơi này sớm đã bị nghiền nát. Mà tiềm ẩn bên trong tinh vực này chính là hỗn độn chất tinh thuần nồng đậm, cho nên thực lực của tu huyền giả cũng tăng lên một cảnh giới, trong lúc phát huy nguyên tố lực lượng cũng là như cá gặp nước vậy. Long Liệt hét lớn: "Tất cả binh đội ẩn núp, chuẩn bị tiến hành đột kích." Đang nói chuyện, mười mấy binh đội trong nháy mắt đã tìm được chỗ núp. Phiến tinh vực này phạm vi cũng quá lớn, hơn nữa có rất nhiều tinh cầu, cho nên muốn ẩn thân cũng không phải việc khó khăn. Tần Vũ đi theo Dương Thiên Hành nằm trên một tinh cầu không người, cùng đợi binh đội chiến thần giới đến. Vũ Văn Thác một bên có vẻ cực kỳ khẩn trương, mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán. Tần Vũ thấp giọng nói: "Ngươi đang sợ gì vậy?" Vũ Văn Thác run rẩy nói: "Binh đội chiến thần giới cũng rất nhanh tiến đến, nhân số chắc cũng trên 3 vạn, hơn nữa phần lớn là tu huyền giả rất mạnh, mà chúng ta chỉ có không đến 100 người, lần này khẳng định là giữ nhiều lành ít rồi. Hẳn ngươi không biết phiến tinh vực phía trước đã có mấy vạn tu huyền giả bỏ mạng, thây chất khắp nơi, thảm không kể xiết." Tần Vũ nhíu mày hỏi: "Nếu đã biết giữ nhiều lành ít, ngươi tại sao lại tới đây đầu quân?" Vũ Văn Thác tự hồ còn có ẩn tình, bất đắc dĩ lắc đầu nhưng không có trả lời câu hỏi của Tần Vũ. Tần Vũ mặc dù biết hắn đang che giấu điều gì đó nhưng cũng không hỏi tiếp. Lúc này Dương Thiên Hành hô: "Các huynh đệ chuẩn bị cho tốt, có năng lực thì theo ta giết địch, không có năng lực tự vẫn tạ tội cho ta, nơi này không chứa những phản đồ nhu nhược như vậy." Trong số 10 người này, ngoại trừ Tần Vũ và Dương Thiên Hành ra, tất cả đều tu vi đại huyền cảnh. Tần Vũ che giấu lục đạo luân hồi rất kỹ, hơn nữa thực lực chân chính của hắn cũng không nằm trong hỗn độn, cho nên không ai có thể chính thức nhìn ra được Tần Vũ. Sau một lát, nguyên tố lực lượng mãnh liệt như thủy triều ập đến, xem ra chiến thần giới đã đến gần. Tà thần giới đối với tu huyền giả có thật sự là coi trọng như vậy không? Tần Vũ đột nhiên hỏi. Vũ Văn Thác trầm tư một lát, nét mặt có chút ngưng trọng hẳn lên nói: "Tà thần giới cũng chính là nơi Tử Sắc Thương Long cùng với những tu huyền giả cao cấp nhất đang ở, cũng là nơi mà tu huyền giả tu vi thấp như chúng ta mơ tưởng. Nghe đồn chỉ cần có thể tiến vào tà thần giới, nơi đó có tinh thần lạc ấn của Tử Sắc Thương Long lưu lại trong lúc tu luyện, tốc độ tinh tiến có thể tăng lên gấp 100 lần. Hơn nữa nơi này tu huyền giả đều có quyền lợi tuyệt đối, thống lĩnh cả một chủ thành." "Nói như vậy tất cả mọi người đều là vì tu vi và quyền lợi nên mới tham dự tràng đại chiến này sao?" Vũ Văn Thác nghi hoặc nhìn Tần Vũ. "Chẳng lẽ ngươi thì không phải sao?" Tần Vũ lắc đầu không nói. Lúc này một cỗ khí lưu cực kỳ cường đại từ xa xa trong tinh vân như giống hận mà tới. Dương Thiên Hành nhắc mọi người đề phòng nói: "Bọn họ đã tới, nhiệm vụ của chúng ta là phải làm náo loạn lộ tuyến công kích, trợ giúp quân chủ lực cướp lấy Minh Huyễn Tinh 3000 dặm ở phía trước." Minh Huyễn Tinh này vốn là chủ tinh của Thất Tuyệt Tinh Hệ, chủ thành Minh Huyễn Thành từng nắm trong tay tất cả quyền lợi của Thất Tuyệt Tinh Hệ. Bất quá 7 ngày trước đã bị chiến thần giới chiếm lĩnh, mặc dù kịp thời triệt đi 50 vạn người, nhưng cũng có gần 10 vạn người bị giết chết, cũng là lần tử vong nhiều nhất trong lần loạn chiến này. Sau một lát, trên 1 vạn binh lính chiến thần giới đã bay tới. Bọn họ toàn thân đều mặc chiến giáp đỏ sậm, mặt ngoài khắc một bức nam tử khôi ngô cầm trong tay một trường côn, đang ngửa mặt lên trời thét dài vô tận, phóng ra một cỗ chiến ý. Da thịt bọn họ đều có khắc hoa văn màu đen, trong lúc chiến đấu lần lượt thay đổi trông giống như quái xà lệ mãng chạy trên người, cực kỳ quỷ dị. Dương Thiên Hành thấy thời cơ đã đến, lập tức giống lớn: "Chú ý phương thức chiến đấu của bọn họ, theo sát phía sau ta." "Phương thức chiến đấu?" Không đợi Tần Vũ dùng thần thức tra xét, Dương Thiên Hành đã xông ra ngoài, những người còn lại đuổi theo sau. Trong tinh vực này,
hỗn độn vật chất cực kỳ nồng đậm. Dương Thiên Hành vận chuyển hỗn nguyên một mặt hấp thụ nhiều nhất có thể hỗn độn chất, một mặt lợi dụng hỗn nguyên thả ra hỗn độn chất. Hắc sắc khí thể cổ quái nhất thời bao phủ lấy hắn. Cực hóa phân thiên. Đột nhiên hắc sắc khí thể kết dính kia diễn hóa thành từng đạo hỏa diễn màu xanh biếc bay lên trời, hướng về đám binh lính chiến thần giới. Cao thủ thiên mang cảnh giới quả nhiên phi thường, hỏa nguyên tố lực lượng dưới tay Dương Thiên Hành biến ảo kỳ diệu. Hỏa diễm xanh biếc ầm ầm bạo liệt, liên tiếp sau đó cả hư không dũng xuất ra từng đám mây lửa che trời, khí thế như hồng thủy. Giờ phút này hơn 10 tiểu đội, mỗi đội 10 người từ các hướng vọt tới, lực lượng nguyên tố hỗn tạp tụ lại một nơi, khí lưu cả không gian đều vặn loạn. Chiến thần giới đột nhiên bị lọt vào thế phục kích, nhưng không có náo loạn. Vài tiếng giống giận vang vọng cả vũ trụ, bộc phát ra chiến ý không thể tả. Dương Thiên Hành nắm trong tay hỏa nguyên tố lực lượng cực mạnh, cực hỏa phần thiên liên tiếp tuôn ra những trận mây lửa thiêu chết hàng trăm binh lính chiến thần giới. Lúc này đám binh lính kia đều cuồng lộ, thân thể bên ngoài không ngờ hiện lên một tầng mây khí ảm đạm, nhìn qua cực kỳ dày đặc, nhưng không phải là một loại binh giáp nào. Hỏa nguyên tố lực lượng của Dương Thiên Hành trong nháy mắt vây khốn hàng trăm người trong hỏa diễm ngập trời. Thế nhưng kỳ quái chính là hỏa vân chạm đến thân thể bọn họ lại không tạo thành thương tổn quá lớn. Điều này rốt cục là sao? Tại sao công kích của Dương Thiên Hành lại không hiệu quả? Tần Vũ thế vậy, trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc, không thể giải thích nổi. Muốn dùng thần thức cảm giác đoàn khí thể dày đặc, ảm đạm kia, nhưng tại nguyên thủy vũ trụ này, pháp tắc áp chế thực sự quá mạnh mẽ. Thần thức phóng ra độ trăm trượng thì không có cách nào tiến thêm được nữa. Vũ Văn Thác một bên cau mày, nét mặt toát ra sự tinh tế, trầm giọng nói: "Ngươi không biết sao, phương thức tu luyện của chiến thần giới cùng với tà thần giới chúng ta không giống nhau. Chúng ta là đưa hỗn độn vật chất diễn hóa thành nguyên tố lực lượng, mà bọn họ lại là đưa hỗn độn chất dung nhập huyết mạch nhục thân, hình thành một loại trạng thái phòng ngự siêu cường. Có thể nói, chúng ta là tu luyện pháp thuật, mà bọn họ là rèn luyện thân thể." Tần Vũ nghe được Vũ Văn Thác nói lời này, trong lòng mới giật mình hiểu ra, loại phương thức rèn luyện này cùng với bất diệt phách thể của Hồng Quân có vẻ phần tương tự. Bất quá, Hồng Quân vốn là đã chết một lần, bản thân chính là do hơi mông linh khí cấu thành, trình độ rèn luyện so với người chiến thần giới nhất định cường hãn hơn rất nhiều. Vũ Văn Thác tiếp tục nói khẽ: "Đây chính là chiến thần khi tiến vào cảnh giới quy thần từ trong hỗn độn chất lĩnh ngộ được. Nghe đồn hôm nay thân thể chiến thần đã toàn bộ do hỗn độn vật chất cấu thành, mà năng lực của hắn cũng không chỉ đơn giản là để cao lực phòng ngự bản thân. Nếu một người toàn thân đều là do hỗn độn chất cấu thành, vậy hiển nhiên là hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được tất cả nguyên tố trong hỗn độn vật chất cùng với năng lực dự chi thần bí trong đó. Chiến thần trong lời Vũ Văn Thác cũng chính là trưởng khống giả của chiến thần giới, cũng là người phát động cuộc chiến tranh này." Trong hư không, hỗn độn vật chất chung quanh Dương Thiên Hành càng thêm nồng hậu, diễn hóa hỏa nguyên tố lực lượng cũng không ngừng tăng trưởng, nguyên lực nóng cháy bao bọc quanh thân thể của hắn. Phương pháp chiến đấu của binh lính chiến thần giới rất kỳ lạ, bọn họ hiển nhiên không am hiểu từ trong hỗn độn chất diễn hóa ra lực lượng, mà là đưa hỗn độn chất ngưng tụ lại thành binh khí. Trong khi đó, tu huyền giả trực tiếp tiến hành công kích. Sau khi ngưng tụ thành hỗn độn chất, phòng ngự của bọn họ thậm chí còn siêu việt hơn cả Thiên Tôn Linh Bảo, mà lực công kích càng bạo ngược không thể nghĩ. Xong, thế là hết, bọn họ đã tới rồi. Tới lúc này, năng lực diễn hóa hỗn độn chất của Vũ Văn Thác phòng trừng đã mất hết không còn một chút. "Ở yên chỗ này cho ta, đừng nhúc nhích." Tần Vũ hét lớn một tiếng, ân thần tế khởi Tử Vân Kỳ, lợi dụng mật độ hỗn độn chất đậm đặc áp chế lực lượng, miễn cưỡng chống đỡ binh lính chiến thần giới đang điên cuồng tiến lên công kích. Mà Vũ Văn Thác ở trong phạm vi của Tử Vân Kỳ cũng xem như là an toàn. Lúc này, hai huynh đệ Tà Phong Song Long đã bị nghiền nát thành cám. Bọn họ diễn hóa nguyên tố năng lượng hiển nhiên không tạo ra uy hiếp đến đám binh lính này, mà Dương Thiên Hành cũng ngầm ngập nguy cơ. Mặc dù hỏa nguyên tố lực lượng không thể tạo ra sát thương, nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ được công kích. Với khí thể cường hãn trước mặt thì cũng không thể tồn tại được bao lâu. Nhìn đám tu huyền giả trong nháy mắt bị bao phủ trong đoàn hỗn độn hồng lưu của chiến thần giới, Tần Vũ mới hiểu được rốt cục pháo hôi có nghĩa là ý gì. Chiến thần giới khởi binh đã vượt quá 3 vạn binh lực, từ xa nhìn lại giống như một mảng đại dương đỏ sậm điên cuồng ồ ập lên phía trước, gào thét không ngừng, chiến ý ngút trời. Tần Vũ cực nhanh xuất ra hỗn độn kiếm bên tay trái,
mỗi một lần chém xuống đều có 2-3 cái đầu bị hạ xuống trong hư không, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ cả một tinh vực. Mà Tử Vân Kỳ bên tay phải trong khi đó không ngừng huy động, chung quanh Tần Vũ hình thành một bích lũy phòng ngự vô cùng lớn, hắc sắc vật chất chảy cuồn cuộn, không có cơ sơ hở gì. Không xong, hắn không xong rồi. Vũ Văn Thác kinh hãi, thất sắc chỉ vào Dương Thiên Hành đang giãy giụa cách đó không xa. Ánh mắt Tần Vũ co lại, giơ hỗn độn kiếm lên, trầm giọng nói: "Theo ta đi cứu hắn." Lúc này, Vũ Văn Thác tồn tại được cũng là nhờ hỗn độn bích lũy, tất nhiên không dám rời Tần Vũ nửa bước. Bất quá, thực lực thật sự của Tần Vũ khiến hắn không thể ngờ. Cách đó không xa, Dương Thiên Hành đầu tóc rối bù, máu chảy khắp người, nhìn qua giống như ác ma lệ quỷ điên cuồng tê hống không ngừng, thúc giục hỏa nguyên tố lực lượng chống lại. Đoàn hỏa vân sáng chói cả phiến tinh vực. "Đám môn đảng các ngươi, tới đây lão tử giết các ngươi là có thể tiến vào tà thần giới ha 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 ha." Trong mắt Dương Thiên Hành gân máu nổ lên đỏ quạch, yết hầu phát ra tiếng kêu cuồng tiếu, song binh lính bốn phía không ngừng tiến tới gần hắn. Đột nhiên một đám mây hỗn độn từ trong không trung tiến đến, mây khí nhàn nhạt nhưng trong nháy mắt khiến mấy kẻ rơi đầu. Tần Vũ và Vũ Văn Thác từ trên không trung hạ xuống. Tử Vân Kỳ đột nhiên từ bốn phía triển khai áp chế lực lượng: "Giúp ta đỡ hắn, ngàn vạn lần không được ra khỏi tường hỗn độn." Tần Vũ âm trầm nói, hỗn độn kiếm vung mạnh, hắc sắc quang mang với phương thức cũ lấy đầu bốn binh sĩ. Cũng là vì bị Tử Vân Kỳ áp chế, phá giải trạng thái phách thể, bọn họ nếu không nghe rằng Tần Vũ không thể dễ dàng cứu Dương Thiên Hành như vậy. "Thiên Hành đại ca, ngươi làm sao vậy?" Vũ Văn Thác nhìn Dương Thiên Hành như điên dại, kinh hãi hỏi. Lúc này Dương Thiên Hành dường như đã không còn ý thức, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được bản thân đã thoát khỏi nguy hiểm. Hỏa nguyên tố cuồng mãnh cũng đã thu hồi. Thần thức Tần Vũ đảo qua mới biết được Dương Thiên Hành vừa rồi hoàn toàn là dựa vào bản năng sinh tồn và chống đỡ. Hỗn nguyên sớm đã không còn vận chuyển. "Xem ra hắn phải nghỉ ngơi, chúng ta rời khỏi đây." Tần Vũ sắc mặt nghiêm trọng, hôm nay mang theo hai người, muốn từ trong 3 vạn binh lính mà trở ra, sợ rằng không đơn giản như vậy. Vũ Văn Thác nhìn Tần Vũ, ánh mắt toát ra vẻ không thể tin. Như thế nào ra ngoài? Tần Vũ hừ lạnh một tiếng. "Ngươi chỉ cần chú ý hắn, theo sát ta là được." Nói xong, Tử Vân Kỳ trong tay chợt hóa lớn, mật độ hỗn độn khí đậm đặc điên cuồng tiến đến, lực lượng áp chế trong nháy mắt đạt tới trạng thái đỉnh điểm. Đây cũng xem như là cực hạn của Tần Vũ, lực lượng áp chế của Tử Vân Kỳ chỉ một lát đã kéo dài tới 100 thước. Trong phạm vi này, binh lính chiến thần giới cảm giác được Tử Vân Kỳ mang đến một cỗ uy áp vô hình nhưng cực kỳ mãnh liệt. Đừng nói là trạng thái phách thể mà cơ thể đều bị phong bế, tuyệt đối như một không gian giam cầm. Tần Vũ thu hồi hỗn độn kiếm, lục đạo luân hồi trong cơ thể xoay tròn cực nhanh, giống như hỗn nguyên không ngừng hình thành hỗn độn chất kích xuất ra bên ngoài cơ thể, tiện đà hình thành diễn biến mức độ cao nhất. Nhất thời trong hư không, bốn nguyên tố thủy, hỏa, sơn, trạch trong nháy mắt diễn hóa, nguyên tố lực lượng cường đại trong loạn chiến phảng phất như kiếm phong lợi hại đâm tới. Vũ Văn Thác cơ hồ không tin vào mắt mình nữa. "Người cư nhiên am hiểu vận dụng bốn loại nguyên tố lực lượng ư?" Tần Vũ ánh mắt lúc này chợt lợi hại vô cùng, trầm giọng nói: "Không phải am hiểu, chỉ đơn giản là hiểu được thôi." Trong hư không, ngưng tụ hỗn độn khí ầm ầm bị thu lấy, song tức thời hiện lên nguyên tố lực lượng biến hóa. Liệt hỏa ngập trời, sóng biển ào ào cùng với ngàn vạn quả núi không ngừng hình thành, sau một khắc lại hóa thành vô tận đầm lầy. Giờ phút này, phiến tinh vực tràn ngập nguyên tố pháp tắc mà biến thành vạn loạn. Bất quá, trình độ điều khiển nguyên tố lực lượng của Tần Vũ còn chưa đủ. Bốn đại nguyên tố pháp tắc nhìn qua thiên biến vạn hóa, nhưng cách vận dụng lại cực kỳ hỗn loạn, hoàn toàn không thể phát ra uy lực lớn nhất. Vì thế, không cách nào giết chết được binh lính chiến thần giới, chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn một thời gian. Dần dần, binh lính chiến thần giới không ngừng tiếp cận được Tần Vũ, mặc kệ tất cả tiến hành công kích phía trước, mà binh lính phía sau dùng binh khí đánh tới, dường như lực công kích của gần 1.000 người đồng thời đánh lên người Tần Vũ. "Không xong rồi, cứ như vậy sợ rằng sẽ lâm vào tuyệt cảnh." Tần Vũ trong lòng suy tính, nhưng mỗi lần muốn thả lục đạo luân hồi trong đan điền lại rung chuyển mạnh như bị người ta oanh kích chấn động kịch liệt, nhưng lực công kích của nguyên tố lực lượng không cách nào gây thương tổn đến đám binh lính này. Giờ phút này sắc mặt Tần Vũ đại biến. Một lát sau, quân chiến thần giới đã xông tới,
bằng vào phòng ngự siêu cường của bản thân đã hoàn toàn phong tỏa ba người. Tần Vũ bạo loạn, hình thành nguyên tố pháp tắc nhưng không cách nào gây thương tổn quá lớn, chỉ có thể miễn cưỡng đẩy lui một số binh lính, thế cục rất không ổn. Cái đồ ngốc này, nguyên tố pháp tắc không thể vận dụng như vậy. Đột nhiên một thanh âm hét lớn bên tai hắn. Người có năng lực diễn hóa hỗn độn nhưng không biết cách phát huy lực lượng chính thức của chúng. Tần Vũ trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, song phía sau hắn hiển nhiên là Vũ Văn Thác đang cõng Dương Thiên Hành sau lưng. Vũ Văn Thác thần sắc nghiêm trọng, trong ánh mắt ánh lên nét lo sợ, lớn tiếng nói: "Ngươi phải biết rằng nguyên tố pháp tắc có thể hình thành lực lượng mạnh hay yếu, tất cả là do bản thân ngươi. Ngươi muốn nó như thế nào, nó có thể thành thế đó. Vĩnh viễn nhớ kỹ lấy, nó là một bộ phận của thân thể ngươi." Giờ khắc này, Tần Vũ hoàn toàn chấn động kinh hãi. Ông làm sao cũng không có nghĩ đến Vũ Văn Thác lại nói ra câu này. Tần Vũ nhìn Vũ Văn Thác, trên khuôn mặt lộ ra vẻ bàng hoàng không tưởng nổi, mà trong ánh mắt của Vũ Văn Thác lại lóe ra quang mang cơ trí vô cùng, giống như hắn sớm đã lĩnh ngộ hoàn toàn được biến hóa của pháp tắc nguyên tố. "Trên phương diện khống chế của ta sao, là một bộ phận của thân thể?" Hiện giờ đang ở bên trong loạn trận, Tần Vũ cũng không có tâm tư để suy tư vì sao Vũ Văn Thác nói ra câu này. Nhưng đối với nghi vấn trong lòng, những lời này quả thực rất có ý nghĩa. Vật chất hỗn độn được diễn biến thành pháp tắc nguyên tố, biến hóa ở bên ngoài lại tách rời với bên trong của nó. Mặc cho nó ở trong vũ trụ tùy ý biến ảo như thế nào, cũng đều ở trong quyền khống chế của mình. Lúc này, Tần Vũ tự hồ đã có điều ngộ ra đạo lý, ngạc nhiên nhìn thoáng qua Vũ Văn Thác. Sau đó hai tay rung lên, trong đan điền lục đạo luân hồi chợt chuyển động, phóng xuất ra hàng loạt vật chất hỗn độn, năng lượng, thủy nguyên tố. Theo một tiếng quát lớn, sau diễn biến vật chất hỗn độn cực nhanh, hình thành từng đạo năng lượng trong suốt lưu chuyển, cũng giống như năng lượng bản nguyên xuyên qua trên hư không. Ngay sau đó, Tần Vũ liên tiếp sử xuất ra hỏa, sơn, trạch ba pháp tắc nguyên tố. Bốn loại lực lượng nguyên tố này ở chung quanh Tần Vũ hình thành một cái khu vực công kích tuyệt đối. Trong đó, hỗn độn khí tràn ngập đang cuộn trào mãnh liệt, biến hóa muôn hình vạn trạng. Nhưng khác với trước đây, việc khống chế bốn loại pháp tắc nguyên tố này, từng bộ phận rất nhỏ trong đó lại phát ra càng ngày càng thuần thục. Mỗi một loại lực lượng pháp tắc đều đã đạt tới mức cực hạn của Tần Vũ. Hơn nữa, bên trong nó, việc dung hợp với nhau cũng không hề dẫn đến tác dụng phản nghịch. Giống như hết thảy, đây đều là hoàn toàn trở thành một bộ phận của cơ thể Tần Vũ. Tâm tùy ý động, không những không ngưng trệ mà còn cảm nhận được các loại lực lượng nguyên tố thay đổi khác thường. Thì ra là như vậy. Tần Vũ từ trong pháp tắc biến ảo hiển nhiên đã bừng tỉnh đại ngộ. Ông thật không ngờ hai chữ khống chế này vậy mà ẩn chứa điều huyền diệu đến như thế. Binh sĩ chiến thần giới ở xung quanh cũng không ngờ cách vận dụng pháp tắc của Tần Vũ lại có thể chỉ trong khoảnh khắc được nâng lên tới cao độ, nháo nhào rời khỏi khu vực công kích hình thành bởi lực lượng nguyên tố kia. Dù sao, với trình độ vận dụng pháp tắc của Tần Vũ hiện giờ, hoàn toàn có năng lực xé tan trạng thái phách thể của chúng. Tần Vũ nhìn thấy binh sĩ chiến thần giới đã bị lực lượng nguyên tố bức lui đến ngoài trăm thước, lúc này mới giảm bớt diễn hóa lực lượng hỗn độn, bỗng nhiên xoay người nhìn Vũ Văn Thác, trừng mắt giận dữ nói: Ngươi đến tận cùng là ai?" Vũ Văn Thác bị Tần Vũ đột nhiên gặn hỏi hoảng sợ, mắt mở to run rẩy nói: "Ngươi có ý gì? Ta biết ngươi đang giấu giếm điều gì. Nếu hiểu được đạo lý của cách vận dụng pháp tắc nguyên tố, lại vì sao giả dạng là một bộ dạng yếu ớt như thế? Ngươi có âm mưu gì?" Giờ khắc này, Tần Vũ đối với thân phận thực của Vũ Văn Thác sinh ra hoài nghi rất lớn. Một câu nói đơn giản lại có thể làm cho chính mình đối với cách vận dụng pháp tắc nguyên tố đột phá tới một cảnh giới mới. Đây tuyệt đối không phải người tầm thường có thể làm được. Hơn nữa, từ trong ánh mắt của Vũ Văn Thác mới vừa rồi có thể nhìn thấy được đầy vẻ cơ trí, hắn sớm đã hiểu rõ hết thảy như lòng bàn tay. Vũ Văn Thác lộ thần tình vô tội nói: "Cái gì đạo lý? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết nếu còn không mau xông ra, đợi đến lúc chiến thần giới triển khai công kích lần thứ hai, chúng ta sẽ không có biện pháp thoát thân đâu." Tần Vũ nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: "Ngươi tốt nhất đem hết thảy đều nói rõ ràng cho ta." Trong mắt Tần Vũ, Vũ Văn Thác xem ra tuyệt không đơn giản như vậy. Hắn nhất định giấu giếm điều gì đó. Chẳng qua hiện tại điều trọng yếu nhất chính là thoát khỏi nơi đây. Tần Vũ tung Tử Vân Kỳ ra, dùng vật chất hỗn độn dày đặc tạo ra một khu vực phòng ngự, đúng lúc cùng khu vực công kích của pháp tắc nguyên tố chuyển đổi với nhau.
dưới áp chế của Tử Vân Kỳ hoàn toàn phá giải trạng thái phách thể của bọn binh sĩ đó và tạo điều kiện cho công kích của pháp tắc nguyên tố có công có thủ toàn vẹn, hình thành một cái không gian công phòng thậm chí hơn hẳn Hồng Quân giới của Hồng Quân. Tần Vũ nâng cái không gian công phòng đó với một khí thế không thể địch nổi, xuyên qua xuyên lại như con thoi trên bầu trời tinh vân. Binh sĩ chiến thần giới hoàn toàn không có biện pháp tới gần không gian công phòng của Tần Vũ. Vũ Văn Thác vẫn còn cực kỳ hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, mà trên lưng hắn Dương Thiên Hành sớm đã khô kiệt hỗn nguyên, lâm vào trạng thái hôn mê. Một câu nói của Vũ Văn Thác đã thức ngộ Tần Vũ. Điều này làm cho Tần Vũ đối với việc khống chế pháp tắc nguyên tố cũng tăng lên một cảnh giới mới. Nếu tiếp tục bế quan tìm hiểu một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ mức độ tăng lên cũng không chỉ có thế. Nhưng khiến cho Tần Vũ ngạc nhiên chính là Vũ Văn Thác nếu sớm đã nắm giữ hết thảy, lại vì cái gì giả bộ thành hình dáng một kẻ yếu nhược. Lúc này nhìn qua không có dáng vẻ tu huyền giả chút nào, thậm chí còn dung tục hơn cả phàm nhân bình thường. Mà thần thức của Tần Vũ ở trong vũ trụ nguyên thủy, ngay cả đến nhìn vào đan điền cũng bị hạn chế thật lớn. Hiện tại cũng không có cách nào để nhìn thấu Vũ Văn Thác đến tục cùng ẩn giấu cái gì. Giờ phút này Tần Vũ đứng thẳng ở giữa không gian công phòng, bất luận là diễn biến vật chất hỗn độn hay là khống chế pháp tắc nguyên tố, hết thảy đều có vẻ vô cùng thoải mái thành tạo. Nhưng chỉ riêng trong đan điền vô cùng ngưng trệ, lục đạo luân hồi giống như bị phủ đầy bụi đã ngàn vạn năm, rốt cuộc không thể vận chuyển nữa rồi. Chẳng lẽ là diễn hóa hỗn độn, khống chế pháp tắc, cái này là đi ngược với lục đạo luân hồi hay sao? Trong lòng Tần Vũ đưa ra một vấn đề quả là lớn mật, nhưng ông cũng không thể tưởng tượng nếu hai loại lực lượng này có đường lối khác biệt thật sự. Như vậy cuối cùng mình sẽ lâm vào cảnh ngộ như thế nào đây? Còn đang trầm tư suy nghĩ, không gian công phòng chợt biến thành hỗn loạn hẳn lên. Một cỗ lực lượng cường đại bất thình lình hiện ra, công phá lực lượng của pháp tắc nguyên tố. Tần Vũ trong lòng cả kinh, dùng Tử Vân Kỳ đến mức cực hạn phóng xuất ra vật chất hỗn độn. Nhưng lực lượng áp chế cường đại ấy và cỗ lực lượng công kích tuy rằng hơi giảm chậm tốc độ chuyển động lại một chút, nhưng vẫn là không có cách nào hoàn toàn hình thành cấm chế. Vũ Văn Thác tự hồ cũng cảm nhận được sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát ra quang mang sợ hãi, líu lưỡi nói: "Không xong, là Chiến Tôn." "Chiến Tôn sao?" Vũ Văn Thác sắc mặt trắng bệch, có vẻ phần tuyệt vọng nói: "Coi như là xong đời rồi, không nghĩ tới lại xui xẻo như vậy. Chiến Tôn là dung tướng thủ hạ của Chiến Thần, tất cả có 12 đại Chiến Tôn, đồng dạng cũng là người trưởng quản binh sĩ của Chiến Thần giới, lực lượng kinh khủng, ngay cả đến Tà Thần giới cũng không dám coi thường. Sớm biết rằng thực không nên cái địa phương quỷ quái này mà." Tần Vũ thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói: "Ta đây ngược lại muốn thử xem Chiến Tôn này lực lượng kinh khủng đến cỡ nào." Đang nói chuyện, cỗ lực lượng kia đã phá tan áp chế dày đặc của vật chất hỗn độn, tiếp đó nhắm trung tâm vọt thẳng tới, tốc độ cực nhanh, có thể nói là nhanh không thể tưởng tượng. Tần Vũ năm ngón tay tung ra, hỗn độn kiếm đã nắm trong tay lập tức hướng tới cỗ lực lượng kia đâm tới. Lập tức hỗn độn linh bảo cuồn cuộn dẫn theo khí thể màu xám phát ra một tràng tiếng ầm ầm vang động như sấm rền. Bùm! Va chạm kịch liệt qua đi, hỗn độn kiếm vậy mà gãy đoạn ngay ở khúc giữa. Tinh thần lạc ấn bị phá vỡ, khiến cho Tần Vũ cả người thoáng chấn động. Một cảm giác cực kỳ ngưng trệ từ trong đan điền chợt trào lên đầu óc. Tần Vũ kinh ngạc nhìn tên Chiến Tôn lưng hùm vai gấu trước mắt kia. Ông thật không ngờ loại trạng thái phách thể được hình thành từ vật chất hỗn độn này vậy mà có thể hủy diệt được một hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Trên thân của hắn để trần, tóc màu vàng sậm, đồng tử sắc nâu tản phát ra một cỗ chiến ý bừng bừng như lửa cháy. Trên da mặt khắc ấn hoa văn dấu hiệu của chiến thần giới, cả người đều thấu phát ra một cỗ khí tức vật chất hỗn độn thần bí khác thường. Rất hiển nhiên, vật chất thần bí này đã hoàn toàn ngấm vào gân cốt huyết mạch của hắn. Gã Chiến Tôn xoay cổ tay, trên nắm tay thật lớn có một cái quyển sáo màu đồng cổ, trong đó mỗi một đốt đều lưu động một đám hỗn độn khí vận chuyển trên khắp cả quyển sáo theo cùng một quy luật. "Tên khốn Tà Thần giới, chịu chết đi!" Trên chiến trường không có nói nhiều, chỉ có sinh tử. Tên Chiến Tôn kia trên cơ thể rắn chắc chớp động quang mang mờ tối, phóng xuất ra một luồng khí mù mờ mà nhạt. Trên quyển sáo màu đồng cổ cũng dường như phấn khích hẳn lên, phát ra một tiếng chàng ong ong vang rền. Ở trong mắt Tần Vũ, thực lực của gã Chiến Tôn này cũng không phải cường đại khác thường gì, nhiều lắm cũng chỉ thuộc loại cảnh giới Thiên Mang trung kỳ.
dựa vào pháp tắc nguyên tố và không gian công phòng của Tử Vân Kỳ hình thành nên, tưởng muốn tiêu diệt hắn cũng không phải là chuyện khó. Nhưng duy nhất làm cho Tần Vũ có điều cố kỵ chính là cặp quyền sáo trong tay của hắn. Hiển nhiên là trên cấp trung phẩm hỗn độn linh bảo, lực công kích cường đại của nó cũng không phải Tử Vân Kỳ có thể dễ dàng áp chế được. Với ước tính của Tần Vũ, ngoại trừ lục đạo luân hồi, năng lực khống chế của mình đối với hỗn độn thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới thiên mang. Nhưng hiện giờ lục đạo luân hồi lại không cách nào phóng ra được. Đối mặt với chiến tôn của chiến thần giới, Tần Vũ tự biết cũng không thể nắm chắc phần thắng tuyệt đối được. À! Chiến tôn chiếm trước tiên cơ hét lên một tiếng, một quyền kích về hướng Tần Vũ. Trên quyền sáo kia quang hoa mờ nhạt chợt sáng ngời lên, một cỗ khí tức hủy diệt đột nhiên bùng phát. Tần Vũ huy động Tử Vân Kỳ, một mặt áp chế lực lượng công kích trên quyền sáo, một mặt vận chuyển pháp tắc nguyên tố. Từng đám hỗn độn khí từ xung quanh thân thể không ngừng bị diễn hóa. Sơn nguyên tố phòng ngự, trạch nguyên tố áp chế, thủy hỏa nguyên tố công kích, gắng gượng ngăn chặn thế công kích trầm ổn mạnh mẽ của chiến tôn. Vũ Văn Thác dùng cơ thể của Dương Thiên Hành che thân mình, nhìn thấy Tần Vũ bị chế trụ nơi nơi, lóe ra ý nghĩ trong đầu hô lớn. Như vậy không được, huyết nhục cân cốt của hắn là do vật chất hỗn độn ngưng tụ lại, có thể ngăn cản pháp tắc nguyên tố của ngươi, không thể dùng lực lượng của pháp tắc hạn chế hắn được. Tần Vũ dần dần rơi vào thế bị động, nghe Vũ Văn Thác nói lập tức thu hồi pháp tắc nguyên tố, hai tay rung lên, sinh tử nhị khí từ tả hữu hai lòng bàn tay tuôn tràn ra. Ở trước mặt ông hình thành một cái dòng xoáy cỡ nắm tay, nhưng đúng lúc này sắc mặt Tần Vũ chợt biến thành thảm hại vô cùng. Trong đan điền hình như hoàn toàn bị khuấy tung, hết thảy đều hỗn loạn hẳn lên. Xem ra đã không còn cách nào rồi, chỉ có thể được ăn cả ngã về không thôi. Tần Vũ không thể phóng xuất ra lục đạo luân hồi, đơn giản lập tức vận dụng toàn bộ đạo sinh tử khí, một lần nữa sáng tạo ra lục đạo luân hồi. Nhưng thật không ngờ, cảm giác ngưng trệ cũng giống như đan điền hình thành kiềm chế, ngay tức thì lại tuôn tràn ra. Vũ Văn Thác giật mình nhìn dòng xoáy lục đạo luân hồi cỡ nắm tay ở trong lòng bàn tay Tần Vũ. Trong ánh mắt Tần Vũ lại lóe ra quang mang thấy chết không sờn. Một kích này có thể nói là được ăn cả ngã về không, phải trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng của lục đạo luân hồi, nếu không kẻ bị thua cũng chỉ có thể là chính mình. Cực đạo sinh tử khí tức hòa quyện cùng nhau, đồng thời lòng bàn tay Tần Vũ hình thành dòng suối lục đạo luân hồi dần hóa lớn. Nhưng từ khí tức hủy diệt, xem ra thực lực của nó so với lục đạo luân hồi chính thức trong cơ thể Tần Vũ rõ ràng là có chênh lệch rất lớn. Tần Vũ sử dụng lực lượng toàn thân mạnh mẽ chế trụ đan điền đang vặn loạn, giơ lục đạo luân hồi nghênh hướng chiến tôn. Chiến tôn giờ phút này cũng phát ra tiếng giống giận, toàn thân chiến ý bộc phát, từ trong thượng phẩm trung cấp hỗn độn linh bảo cũng tự hồ đã đạt tới cực hạn, thả ra một cỗ quang vân hỗn độn, mặc dù không diễn hóa ra nguyên tố pháp tắc nhưng trên thực tế lại rất cường đại, đủ để người khác phải trầm trồ. Một thanh âm vang lên xuyên thấu cả tinh vân, trong đó còn ẩn chứa những tiếng động nghiền nát bể tan, mặc dù rất nhỏ nhưng rất dễ nhận ra. Bầu trời xích nhật tinh, lục đạo luân hồi cùng chiến tôn trực tiếp va chạm, có thể thấy rõ ràng lục đạo luân hồi không ngừng khuếch trương, sau một sát na đột nhiên tan vỡ, sinh tử khí tức thì giao nhau cùng ầm ầm tan biến, mà hỗn độn quang vân ở quyền sáo trên tay chiến tôn cũng hoàn toàn bị hủy diệt. Hai đạo lực lượng cực hạn này sau một sát na va chạm đã hoàn toàn tan biến. Song điều này lại khiến bộc phát ra năng lượng khủng khiếp tại mỗi một tấc không gian xung quanh phương viên ngàn dặm. Hơn 1000 binh lính chiến thần giới bốn phía không có nơi nào có thể trốn tránh. Trạng thái phách thể bị cỗ năng lượng này hoàn toàn phá hủy, thân thể yếu ớt trong nháy mắt hóa thành khói theo hỗn độn vật chất tiêu tán trong phiến tinh vực. Tần Vũ huynh đệ! Vũ Văn Thác hô thất thanh, nhưng hắn lại phát giác cỗ lực lượng cường đại phát ra này, bản thân hắn vẫn bình yên vô sự. Dương Thiên Hành trên lưng cũng không có tổn thương gì. Ngưng thần nhìn lại mới phát hiện bốn phía đã bao phủ một tầng hỗn độn vật chất dày đặc, mà phía trên cách bảy tấc hiển nhiên là Tử Vân Kỳ đang phủ động. Hiển nhiên là Tần Vũ trong lúc tiến hành công kích đã sử dụng nó sáng tạo ra một mảnh không gian phòng ngự để bảo vệ bọn họ. Vù vù, trong khi cỗ lực lượng bộc phát từ từ tiêu tán, từ trong mông lung hỗn độn vật chất từ từ hiện ra thân ảnh của Tần Vũ. Nói đúng ra là chỉ thấy nửa người, trông giống như một con dã thú đang bị thương, không ngừng phát ra hơi thở trầm dốc. Tay phải cầm lục đạo luân hồi cũng không tự điều khiển được, đang run rẩy, một đám máu tươi từ đầu ngón tay chảy xuống.
đối diện cách đó không xa, thân ảnh chiến tôn không có gì dao động, nhưng ánh mắt hắn nhìn Tần Vũ lại toát ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Nhìn thực phẩm hỗn độn linh bảo trong tay hắn phảng phất như đang ngủ say, không một tia hơi thở ba động. Quyền sáo màu cổ đồng rách bươm, đám hỗn độn khí bao quanh lúc này cũng biến mất vô ảnh vô tung. Rốt cục đây là loại lực lượng gì, cư nhiên có thể đánh rách chiến long quyền sáo của ta? Nét mặt chiến tôn lộ thần sắc không thể hiểu. Rất hiển nhiên là lục đạo luân hồi do Tần Vũ sáng tạo, tuy nói không thể hoàn toàn hủy diệt một thượng phẩm trung cấp hỗn độn linh bảo, nhưng cũng có thể trong một thời gian ngắn làm mất đi tác dụng của nó. Bất quá công bằng mà nói, Tần Vũ bây giờ đang ở vào thế yếu. Trải qua đợt công kích vừa rồi, đan điền trong cơ thể hắn đã trì trệ, nguy hiểm đến mức không cách nào tưởng tượng. Lục đạo luân hồi phảng phất đã hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, sắp tới nếu muốn thả ra hỗn độn chất cũng cực kỳ khó khăn. Tại giờ khắc này, Tần Vũ mới hoàn toàn cảm giác được pháp tắc nguyên thủy vũ trụ cùng với lục đạo luân hồi vận chuyển có sự tương khắc. Tựa hồ loại lực lượng này tựa tại đây không phải là thuận thiên mà sinh, ngược lại là nghịch thiên mà sinh. Trong lòng Tần Vũ mơ hồ đã cảm giác được, muốn theo đuổi thiên đạo thì lục đạo luân hồi chính là trở ngại lớn nhất. Tần Vũ thở dài một hơi, ổn định lại lục đạo luân hồi trong đan điền không cách nào vận chuyển, ánh mắt tập trung trên người chiến tôn thầm nghĩ. Nguyên lai ngoại trừ nguyên tố pháp tắc ra, ngoài ra bản thân hỗn độn vật chất cũng đã có lực lượng cường đại như vậy. Bất quá lúc này không có lục đạo luân hồi, ta đối với điều khiển nguyên tố pháp tắc lại không có cách nào giết hắn, xem ra chỉ có thể dùng hỗn độn linh bảo liều mạng thôi. Không nghĩ tới đã từng là vũ trụ trưởng khống giả, tới nguyên thủy vũ trụ thực lực lại đi xuống tới mức này. Tần Vũ cũng không có nghĩ đến nguyên thủy vũ trụ đối với hắn có hạn chế, cho nên trong thời gian ngắn lại sử dụng quá nhiều năng lượng như vậy. Cũng không phải bởi nắm trong tay sinh tử luân hồi quá huyền bí mà phóng thích quá ít, phảng phất tại mang mang vũ trụ này ẩn chứa một lực lượng nắm trong tay tất cả, lại không ngừng kiềm chế lực lượng của lục đạo luân hồi. Đôi mắt chiến tôn nóng cháy, bộc phát ra ngọn lửa phẫn nộ lớn tiếng. Người rốt cục là ai? Cư nhiên dám cả gan đơn thương độc mã xông vào trong đại quân chiến thần giới chúng ta, rõ ràng là muốn chết mà. Vũ Văn Thác tại cách đó không xa cố nén thanh âm nói, Tần Vũ huynh đệ cẩn thận. Tần Vũ không để ý đến Vũ Văn Thác, âm thầm thu lại Tử Vân Kỳ, cười lạnh nói, vậy để xem ai sẽ chết trước. Được rồi, ngươi nhớ cho kỹ, ta tên gọi là Tần Vũ. Giờ phút này chiến tôn rõ ràng cảm giác được một cỗ chiến ý mãnh liệt từ trên người Tần Vũ bộc phát ra, đó là một loại khí thế khiến người ta phải nể phục, phảng phất trong vũ trụ này hết thảy đều không nằm trong mắt hắn. Ngộ cường tắc cường, chiến tôn cường hãn đã kích phát chiến ý của Tần Vũ. Loại khí thế này chưa từng có từ trước tới nay, khiến chiến tôn cũng có chút rung động. Lúc này binh lính chiến tần giới cũng thối lui mấy ngàn thước phía sau, đã không còn ai có can đảm tiến vào trận chiến giữa hai người này. Vũ Văn Thác cõng trên lưng Dương Thiên Hành cũng đã lui lại ngoài trăm thước, cũng không dám tới gần hai người, thế nhưng lại không thể rời đi quá xa. Nếu gặp nguy hiểm sẽ chẳng người nào có thể giúp bọn họ. Lúc này một lũ hỗn độn vật chất theo khí lưu phù động trước mặt hai người, chiến ý giờ phút này đã cùng bộc phát. Tần Vũ đã nắm trong tay được kỹ thuật điều khiển nguyên tố pháp tắc, chậm rãi xuất ra nguyên tố pháp tắc. Một đoàn hỗn độn vật chất khẽ rung lên, tức thì phát ra một trận oanh long long chấn động. Hỗn độn chất bốn phía không ngừng hướng Tần Vũ ngưng tụ, bám vào trên đoàn hỗn độn chất kia. Từ xa nhìn lại trông giống như một mảng mây đen tầm thường mãnh liệt hướng tới chiến tôn. Chiến tôn nắm chặt song thủ, với trạng thái phách thể của hắn căn bản không cần e ngại pháp tắc của Tần Vũ, nhưng nếu bị lực lượng hỗn độn linh bảo áp chế thì tình hình lại khác, cho nên hắn cũng không có chút nào dám khinh suất. Hai tay nhất thời tạo nên một đoàn hỗn độn quang vân. Tần Vũ cũng biết chiến tôn đã mất đi chiến long quyền sáo, cố kỵ áp chế của Tử Vân Kỳ, cho nên cũng không vội vàng xuất ra Tử Vân Kỳ. Ngược lại khiến cho chiến tôn không dám coi thường mà vọng động, từ đó có thời gian tạo ra nguyên tố pháp tắc. Sau khi thu hồi lục đạo luân hồi, cảm giác trì trệ bên trong đan điền của Tần Vũ cũng giảm đi không ít. Ngược lại vận dụng nguyên tố pháp tắc càng thêm dễ dàng. Chỉ thấy cách đó không xa, đoàn đoàn hỗn độn vật chất ngưng kết thành đám mây, nương theo nguyên tố pháp tắc của Tần Vũ phóng tới, tiếng động phát ra càng thêm chói tai. Chỉ thấy một tòa núi trắng xám nổ lên tại phiến tinh vực, trông có vẻ cực kỳ bắt mắt. Ngọn núi thật lớn như từ trong đám mây hỗn độn kia sinh ra, xuất hiện trước mặt chiến tôn, nguy nga vô cùng.
song nét mặt Chiến Tôn lại như thể khinh miệt. Tốt xấu gì, ta cũng là một trong 12 đại chiến tôn, nếu như hư chiêu này của ngươi cũng không thể phá giải, thì như thế nào có thể dẫn binh công kích tà thần giới đây? Ngươi đi tìm chết đi! Một tiếng giống hận vang lên, hai nắm tay Chiến Tôn phát ra một đám quang hoa màu đen kết dính, hỗn độn chất vô cùng ngưng tụ trên nắm tay hắn, hung hăng đánh vào giữa ngọn núi. Ngọn núi thật lớn bắt đầu lay động hẳn. Tần Vũ nhíu mày, nhưng khóe miệng lại hiện lên một tia cười lạnh quái dị. Chiến Tôn tự hồ lúc này cũng đoán ra được điều gì, quyền trưởng phát ra hỗn độn vật chất huyễn hóa thành một loại trạng thái cực kỳ cứng rắn, ngưng tụ trên nắm tay như là không cách nào có thể phá hủy, không ngừng công kích núi đá. Đột nhiên ngọn núi bị vỡ tan kia chợt hóa thành phấn, sau đó thủy nguyên tố pháp tắc vận chuyển cực nhanh, nhất thời nhão ra. Bề mặt dòng suối trông giống như một cái đầm bình thường, nhưng lại hình thành một cỗ hấp lực cực lớn. Chiến Tôn nhất thời ý thức được điều gì đó, đột nhiên hét lớn một tiếng, từng đạo quang hoa từ ra tay bích phát, theo đó một cỗ lực lượng cường đại không cách nào hình dung, phảng phất đá ẩn tàng trăm ngàn năm lúc này mới ầm ầm phóng thích. Ngọn núi thật lớn cùng hết thải pháp tắc trong nháy mắt nổ tan tành. Ở xa xa, Vũ Văn Thác đang quan sát Tần Vũ trong trận chiến đã có chút gật đầu lẩm bẩm: người này tư chất quả nhiên không tầm thường, không nghĩ đến trong thời gian ngắn lại có thể đề cao trình độ điều khiển nguyên tố pháp tắc đến bước này. Bất quá lực lượng hủy diệt chiến long quyền sáo đích thực là cái gì? Xem ra nhãn lực của ta không sai, xem ra không kém người kia là mấy. Nói đến người kia, Vũ Văn Thác khóe miệng nổ lên một tia đắc ý tươi cười, trong ánh mắt lại hiện lên quang mang duệ trí. Đến đây thì Dương Thiên Hành khó khăn ho vài tiếng, đám mau tươi trên lưng Vũ Văn Thác đương nhiên là do hắn thổ ra. Vũ Văn Thác kinh hãi thất sắc, điều này so với lấy mạng hắn còn khó chịu hơn. Vũ Văn Thác quay về hướng Dương Thiên Hành mếu máo: Thiên Hành đại ca, ngươi sao lại không có phép tắc gì như vậy? Dương Thiên Hành khó khăn mở hai mắt, mơ hồ nhìn Chiến Tôn cùng Tần Vũ cách đó không xa rít khẽ: Ta làm sao vậy? Vũ Văn Thác đắc ý cười nói: Đương nhiên là Vũ Văn Thác ta cứu ngươi, bây giờ Tần Vũ huynh đệ đang cầm chân Chiến Tôn kia, chúng ta bây giờ xem như đã an toàn rồi. Dương Thiên Hành nghiến răng kinh ngạc nhìn bốn phía: Binh đội của ta đâu? Ngoại trừ ta và Tần Vũ có thể xem là binh đội của ngươi ra, chính là đã chết sạch rồi. Ngươi thật sự nghĩ rằng hạ phẩm tu huyền giả không thể lấy được công huân sao? Láo toét! Vũ Văn Thác mặc dù có hơi nói quá một chút, nhưng cũng khiến Dương Thiên Hành nhất thời biết được tình hình chiến trường lúc này. Bất quá điều làm hắn khiếp sợ chính là vẫn còn Tần Vũ cùng Chiến Tôn cường đại mà hắn đã sớm nghe thấy tại Tà Phong Thành. Có điều giờ phút này cùng Tần Vũ đối chiến cư nhiên lại rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được thực lực của Tần Vũ cũng không tầm thường. Vũ Văn Thác hung hăng nhổ một bãi nước bọt, trầm giọng nói: Tần Vũ huynh đệ sẽ thắng, chúng ta cứ ở đây chờ. Từ trong giọng nói kiên định của Vũ Văn Thác có thể thấy được hắn đối với Tần Vũ cực kỳ tín nhiệm, tựa hồ như sớm đã nhìn rõ được kết quả của trận chiến này. Dương Thiên Hành chứng kiến Tần Vũ thành thạo vận hành nguyên tố pháp tắc, trong lòng không khỏi cả kinh nói: Hắn vậy mà lợi hại như vậy sao? Làm sao có thể? Vậy mà vẫn còn là tu huyền giả cấp độ hạ đẳng ư? Vũ Văn Thác nhếch miệng nói: Ngươi nhìn không ra sao? Hắn chính là không thuộc bất cứ tông phái nào, cùng ta giống nhau, thuộc loại không thầy tự tìm hiểu. Dương Thiên Hành khẽ khẽ gật đầu, trầm giọng nói: Hắn đối với việc khống chế pháp tắc nguyên tố rất lợi hại, hơn nữa bốn loại pháp tắc nguyên tố đều rất cân bằng. Ta nghĩ nếu như có thể học được một ít pháp quyết, nhất định sẽ là một gã tu huyền giả thực lực cực kỳ hùng mạnh. Dương Thiên Hành vốn đã tự cho mình là siêu phàm, rất ít khi khen tụng người khác, nhưng mà giờ phút này những lời tán thưởng Tần Vũ cũng là phát ra từ tận đáy lòng. Vũ Văn Thác thở dài nói: Người khen hắn cũng vô dụng thôi, hiện tại ba vạn đại quân đang như hổ rình mồi ẩn núp ở ngoài ngàn thước kia kìa, nếu như không xông ra được, chúng ta chắc phải chết ở chỗ này thôi. Dương Thiên Hành ánh mắt trận trừng cả kinh nói: Không xong rồi, sau nửa canh giờ nữa thế công thứ hai của chiến thần giới sẽ hoàn toàn triển khai, đến lúc đó sẽ có hai tên chiến tôn trở lên cùng với đại quân quy mô vượt quá 5 vạn xuất phát tới đây. Vũ Văn Thác há hốc miệng mang theo vẻ đầy kinh sợ: Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tới nơi này? Ngươi lại vì sao không nói cho chúng ta biết vậy? Dương Thiên Hành thầm thở dài, trầm giọng nói: Ta nói rồi, nếu ai không có đảm lượng cũng đừng đi theo ta.
ta tới nơi này sớm đã có chuẩn bị, hoặc là chết ở trên chiến trường, hoặc là lấy công huân vinh dự tiến vào tà thần giới, không có lựa chọn nào khác cả. Các ngươi một khi bị tuyển mộ, cũng hẳn đã có chuẩn bị cảnh ngộ này. Vũ Văn Thác vẻ mặt sầu khổ nhìn hắn, càng nghĩ càng tức giận. Người thật là độc ác mà, phải chết cũng muốn kéo theo nhiều tấm đệm như vậy, đây quả đúng là pháo hôi chân chính mà. Dương Thiên Hành bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trừ phi đội trong vòng nửa canh giờ thoát khỏi trùng vây, nếu không cũng không có biện pháp nào khác cả. Thế nhưng bất luận là Tần Vũ có thể chiến thắng chiến tôn hay không, thì rốt lại nửa canh giờ này muốn vượt ra khỏi trùng vây được hình thành của 30,000 người cũng là cực kỳ khó khăn. Mà hiện tại Vũ Văn Thác ngoại trừ cái miệng tán phét cực kỳ sinh động ra, có thể nói không còn chút lực công kích nào. Dương Thiên Hành hiện giờ muốn khôi phục hỗn nguyên chống giống của hắn cũng cần phải điều trị 3 canh giờ. Lúc này có thể chiến đấu cũng chỉ có mỗi một mình Tần Vũ. Mấy ngàn thước trên bầu trời của Xích Nhật Tinh đã vượt ra ngoài trọng lực hấp dẫn của nó. Tần Vũ ngay tại bên ngoài khỏa tinh cầu này cùng chiến tôn của chiến thần giới đang chiến đấu kịch liệt. Tần Vũ vốn định dùng sơn trạch pháp tắc nguyên tố kiềm chế, sau đó dùng pháp tắc thủy hỏa công kích để hạn chế chiến tôn, nhưng lực bạo phát của chiến tôn thực cường đại, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mình, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã hủy diệt pháp tắc của ông. Giờ phút này ánh mắt chiến tôn kia tràn ngập chiến ý cuồng nhiệt, đang chằm chằm nhìn Tần Vũ điềm nhiên nói: ta không biết trong thân thể của ngươi đến tận cùng cất giấu cái lực lượng gì, nhưng bằng vào pháp tắc nguyên tố của ngươi tuyệt đối không thể chiến thắng được ta. Giọng nói hắn rất kiên định, hiển nhiên có niềm tin tuyệt đối. Tần Vũ đồng tử co lại, nghi hoặc nói: ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chiến tôn dùng cái giọng mang theo về phần khinh miệt nói: ta thấy được, ngươi tuy rằng có được diễn biến lực lượng hỗn độn cực kỳ cường đại, cũng hiểu được việc khống chế pháp tắc nguyên tố, nhưng ngươi lại có rất nhiều chỗ thiếu sót. Có thể nói ngươi căn bản chưa hiểu rõ hỗn độn, chưa thông suốt pháp tắc. Chẳng qua với cảnh giới của ngươi có thể đạt tới loại thực lực này cũng coi như là một cái kỳ tích rồi. Tần Vũ nhíu chặt mày trầm ngâm suy nghĩ. Ở dưới đáy biển từ cực tinh, Tần Vũ đã dùng thời gian 100 năm để tìm hiểu vật chất hỗn độn, lúc này mới lĩnh ngộ từ trong hỗn độn diễn hóa ra lực lượng 4 đại nguyên tố pháp tắc. Mà không lâu trước đây, một lần được Vũ Văn Thác chỉ bảo, làm cho Tần Vũ đối với hiểu biết về khống chế pháp tắc nguyên tố có tăng tiến thêm một bước, từ đó còn đạt tới một cái cảnh giới mới. Giờ phút này, đối mặt với thực lực cường đại của chiến tôn của chiến thần giới, một câu nói của hắn vừa làm cho Tần Vũ nghi hoặc bội phần, vừa lại tin tưởng, không nghi ngờ. Không sai, vật chất màu xám dày đặc này với lĩnh ngộ của ông hiện tại nhiều nhất chẳng qua là hiểu sơ bên ngoài mà thôi. Mà thứ tuyệt đối ẩn chứa ở bên trong đó không chỉ là pháp tắc nguyên tố, còn có hơn một thứ huyền ảo khác, một loại pháp tắc hỗn độn còn chưa biết là gì. Mặc dù ta không biết ngươi có khả năng biết được bao nhiêu phần, ta đây sẽ giết ngươi để sáng tạo một cái kỳ tích mới vậy. Tần Vũ lạnh như băng nói xong, hai tay ngấm ngầm phát động, Tử Vân Kỳ đã nhẹ nhàng vận hành lên. Chiến tôn cười lạnh một tiếng: đích xác ta có thể lĩnh ngộ không nhiều hơn so với ngươi, có điều nếu ngươi thực sự có thể giết ta, vậy không phải là kỳ tích mà là một giai thoại của thiên đại. Tử Vân Kỳ vừa thi triển, vật chất hỗn độn đen như mực dày đặc ẩn chứa lực lượng áp chế cực mạnh đã phô thiên cái địa cuồn cuộn cuốn tới. Mà trên Tử Vân Kỳ, càn khôn đại trận được Tần Vũ khắc ấn cũng sinh ra hiệu quả, cùng khốn trận trùng điệp kết hợp đem chiến tôn phong tỏa trong một khoảng không gian phạm vi không tới 10 trượng. Phong tỏa của khốn trận thêm vào mật độ áp chế dày đặc của vật chất hỗn độn, hình thành một cái không gian hạn chế siêu mạnh vượt mức bình thường. Hết thảy đây hiển nhiên là Tần Vũ đã sớm định liệu trước, điều cần yếu nhất ắt phải hạn chế chiến tôn với mức độ cao nhất để phát huy lực lượng pháp tắc nguyên tố của mình. Hai tay nâng lên, tả hữu hai lòng bàn tay phân biệt nắm một khối vật chất hỗn độn, chỉ trong một cái chớp mắt đều đã được Tần Vũ diễn hóa thành hai đạo pháp tắc nguyên tố thủy hỏa phóng vọt lên cao, phân biệt biến ảo thành hình thanh lưu và hỏa long, hai loại pháp tắc tựa như quấn lấy nhau cùng một chỗ, nhưng không có dấu hiệu khắc chế gì nhau, cùng hướng phía chiến tôn vọt tới. Chiến tôn đang ở giữa không gian hạn chế, hoàn toàn bị càn khôn đại trận và Tử Vân Kỳ áp chế, tuy rằng như cũ có được phách thể, nhưng sức phòng ngự đã dần dần không chịu nổi dưới lực ép đó. Trong ánh mắt sắc bén kia nhất thời lóe lên một tia thần sắc kỳ dị, ngay lập tức một làn khói mờ nhạt theo mặt ngoài làn da phóng xuất ra.
Tần Vũ trong lòng cả kinh, tuy rằng không biết làn khói mờ ảo kia là cái gì, nhưng giờ phút này tự nhiên cảm giác được rõ ràng lực lượng của chiến tôn đang bạo phát kịch liệt, giống như hỗn nguyên trong cơ thể hắn sắp sửa bùng nổ vậy. Đúng lúc này, Tử Vân Kỳ rung động kịch liệt, mặt ngoài lá cờ tử sắc không tự chủ được phồng lên, phát ra tiếng vang phần phật. Tần Vũ chợt biến sắc, càn khôn đại trận cũng theo đó không ổn định được nữa. Cùng lúc đó, ở giữa đại trận, chiến tôn phát ra một tiếng rít gào như dã thú cuồng mãnh dị thường, hư không chấn động, chiến ý mãnh liệt ẩn chứa lực bạo phát không thể hình dung, chỉ trong khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ. Từng đạo sóng khí hình tròn lấy chiến tôn làm trung tâm hướng ra bốn phía gây chấn động mãnh liệt. Vũ Văn Thác hết sức khiếp sợ, vội vàng né tránh công kích của dòng khí. Một bên Dương Thiên Hành cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt toát ra vẻ rung động tột cùng, sợ hãi than: quả nhiên không hổ là 12 đại chiến tôn, vậy mà đã đạt tới đẳng cấp này. Vũ Văn Thác thở hổn hển, trong lòng Dương Thiên Hành sớm đã biết rõ, trong mắt toát ra vẻ lo lắng nói: bất quá cái tên kia không rõ ràng lắm, nếu có thể chống đỡ qua đoạn thời gian này còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Trong chiến trường, Tần Vũ kinh dị nhìn chiến tôn phía xa xa, trong lòng lại hết sức rung động. Thật không ngờ hắn vậy mà có thể trong nháy mắt đem lực bạo phát công kích thành một trạng thái kinh khủng thế này. Loại lực lượng bùng nổ này đã hoàn toàn vượt qua thực lực của cao thủ cảnh giới hoàn hư. Ở trong khoảnh khắc bùng nổ kia, Tần Vũ mơ hồ cảm giác được hỗn nguyên của hắn đang vận chuyển điên cuồng. Trong huyết mạch, vật chất hỗn độn kia giống như chỉ trong nháy mắt đã biến mất, hình thành một lực lượng cực kỳ khủng bố. Chiến tôn điên cuồng gào thét, tốc độ của hắn cũng tăng cao tới mức không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Tần Vũ, quyền đầu tung ra dẫn theo tám đạo tàn ảnh. Tần Vũ hoàn toàn không có đường tránh né. Giữa điện quang hỏa thạch lại lần nữa tung ra Tử Vân Kỳ lên. Nhưng hỗn độn khí chưa kịp ngưng tụ lại, quyền kình của chiến tôn đã nổ bùng. Tựa hồ trong nháy mắt, mỗi một tấc kinh mạch xương cốt của Tần Vũ như đã bị chấn nát ra, toàn thân đau đớn đến cực độ. Tần Vũ thật không ngờ, chiến tôn vậy mà thân tàng bất lộ, chỉ trong một cái chớp mắt, thực lực đã tăng lên tới một mức kinh khủng như thế này. Còn chưa kịp suy nghĩ vì sao, cả người đã bị kích bay ra ngoài. Chiến tôn đuổi sát theo sau, tựa hồ có ý định trong thời gian ngắn một kích giết chết Tần Vũ. Hai quyền đầu thật lớn tung ra, mang theo một vầng quang vân hỗn độn, phát ra tiếng vang xé gió chói tai. Lực lượng cường đại ấy thậm chí so với Chiến Long Quyền Sáo còn đáng sợ hơn. Tần Vũ cố chịu đựng cơn đau buốt xé tim gan, trong thời gian nhanh nhất diễn hóa hỗn độn, phóng xuất ra pháp tắc hỏa nguyên tố, từng đoàn liệt hỏa vọt lên cao. Tuy rằng không có năng lực khống chế bằng Dương Thiên Hành, nhưng một phần rất nhỏ ở trong đó lại hạn chế lực lượng bạo phát của chiến tôn. Chiến tôn mỗi một quyền tung ra, lực lượng liền tăng thêm một tầng. Ngay lúc tung ra quyền thứ tư, lực lượng tựa hồ đã đạt tới mức cực hạn. Phép tắc nguyên tố của Tần Vũ bị kích vỡ tan, lực lượng bùng nổ kia thậm chí so với vầng thái dương còn muốn rực rỡ, chói mắt hơn. Tần Vũ trong lòng vô cùng kinh hãi, nếu như hắn tiếp tục tung ra quyền thứ năm, chỉ sợ rằng ngay cả lục đạo luân hồi trong đan điền cũng có thể bị kích cho tan nát. Thế nhưng ngay lúc này, lực lượng của chiến tôn lại giống như quả cầu khí bị xì hơi, chỉ trong nháy mắt bỗng nhiên hạ xuống. Quyền cứ thứ năm cứ như vậy mềm nhũn áp lên người Tần Vũ. Thế công của chiến tôn lộ ra sơ hở, Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đó. Vung tay phóng xuất ra một đạo pháp tắc trạch nguyên tố, hấp lực cực lớn tức thì hút chiến tôn bay ngược lại tới hơn 100 mét. Cách đó không xa, chiến tôn sắc mặt tự hổ đau đớn mà vặn mình dữ dội. Thân hình cao lớn vạm vỡ của hắn đang không ngừng run rẩy, trong đôi mắt đỏ đầy tia máu, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun tràn ra. Chiến tôn hít sâu một hơi, ôm chặt lồng ngực thầm nghĩ: không nghĩ tới chỉ có chiến thần quyết lần thứ tư mới có thể phá vỡ được không gian hạn chế này. Xem ra gượng ép cường phá lực lượng phản chấn thật sự quá lớn. Điều đáng tiếc duy nhất chính là không thể giết chết tên kia. Nơi đây đã không thể ở lâu, ta phải đem tình hình nơi này báo cho chiến thần giới biết. Nhìn qua, chiến tôn mặc dù có thể phá vỡ không gian hạn chế của Tần Vũ, nhưng cũng làm cho lực lượng của mình nhất thời vượt qua mức cực hạn của trạng thái, mà cũng bởi vì chịu đựng lực phản chấn đến mức độ cực hạn mà bị trọng thương. Hắn khó nhọc ngẩng đầu lên lớn tiếng hỏi: Người đến tận cùng là ai? Trước đó, chiến thần giới sớm đã đem tư liệu của tà thần giới phân tích rõ ràng. Trận chiến lần này ngoại trừ cao thủ Tượng Long Liệt,
cảnh giới Thiên Mang đại thành kỳ ra, ắt hẳn không còn có cao thủ nào có thể địch nổi Chiến Tôn. Thế nhưng tên Tần Vũ này bỗng nhiên lại hiện ra, mặc dù trình độ khống chế pháp tắc nguyên tố cũng không có gì xuất sắc, nhưng lại có lực lượng thần bí mà cường đại, hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Tần Vũ thu ánh mắt lại, cố nén đau nhức, cao giọng nói: "Ta đã nói rồi, tên của ta gọi là Tần Vũ." "Được, ta thần giới Tần Vũ, ta ghi nhớ tên ngươi. Một ngày nào đó, chiến thần giới ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Nói xong, Chiến Tôn đã bay về phía sâu trong vũ trụ, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Còn Tần Vũ tuy biết rằng hắn đã bị thương, nhưng vẫn cố kỵ lực bạo phát cường đại quá mức kinh khủng kia, và lại chính mình cũng bị thương không nhẹ, cho nên cũng không truy đuổi theo hắn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.